Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng sẽ nhân dịp một phần là thời tiết chúng ta lúc này thực sự rất nóng, thì Dũng cũng đi xe rất nhiều nên vấn đề về chiếc xe nó nóng, đặc biệt là cái yên xe nó nóng rất nhiều. Thì Dũng cũng quan sát và cũng như là thấy và cũng như là mình trải nghiệm cái phần yên xe nó nóng và một số cái mà người khác đã sử dụng, và Dũng thấy nó có những cái ưu điểm, cái khuyết điểm, và Dũng đã áp dụng cho mình. Thì hôm nay Dũng chia sẻ thêm về phần mình cải thiện cái phần cái yên xe nó bị nóng trong quá trình mình vận chuyển cũng như là mình đi xe nha. Ok, thì mời anh em vào video này luôn. Ok. Thì anh em biết á, nói chung là phần yên xe nó nóng thì do một phần là do chúng ta đi nắng quá nhiều, và một số anh em khác thì chúng ta cũng không quan tâm xe, chúng ta để xe chúng ta để cứ ngoài nắng ngoài mưa và không có để trong những cái bóng râm á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới xe của anh em rất nhiều và làm cho cái yên xe chúng ta nóng. Đôi lúc mình ra mình ngồi trên xe lúc phỏng cái mông cái đít của anh em luôn, thì đó là một phần là do lỗi tại mình. Còn nếu mà anh em đi ngoài nắng quá nhiều, mà do trường hợp chúng ta đi nắng quá thì chúng ta phải chịu thôi. Và có một số cách mà anh em, mình thấy một số anh em sử dụng và một số anh em sử dụng theo kiểu là giống như là anh em nào có tôi xe thì nó có thường có một số cách, nhưng mà thường cái cách một là cái cách anh em tốn tiền, thì anh em cách thứ hai là anh em ít tốn tiền. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách tốn tiền đầu tiên là anh em một là anh em mua những cái bộ phận như là những cái gì mà liên quan tới cái yên của chúng ta. Thường là anh em biết cái bọc yên á, thì cái bọc yên thì lúc trước mình cũng đã sử dụng, nhưng mà thực tế nó bụi bám rất nhiều và nó dơ xe quá. Thì cái đó là cái cách mà chống nóng mà mình thấy thường nhất đó. Thì anh em biết cái thứ hai nữa, đó là anh em cái yên xe của chúng ta, thì anh em có thể mua đồ này đồ kia, cái bạc hay gì đó để anh em che lên cái phần yên xe, thì nó sẽ không có nóng cho cái yên xe của chúng ta, nó giảm độ nóng rất nhiều. Đó là phần tốn tiền cho anh em nha. Ok, mình thì mình cũng không có thường áp dụng cái phần tốn tiền nhiều, và mình thấy phần tốn tiền thì về lâu về dài thì nó cũng không có hiệu quả nhiều. Mình sử dụng những cách mà mình chia sẻ anh em, thường là một là miễn phí, hai là tại nhà, và ba những thứ gọi là anh em có sẵn anh em cứ sử dụng thôi. Thì mình áp dụng cái cách để mình giảm cái độ nóng của yên xe như thế nào thì anh em biết. Đầu tiên thì mình lúc nào trong cốp xe mình cũng có một cái chai nước, anh em có thể đem chai nước, nước suối hay gì đó để anh em uống, và có nước suối thì anh em có thể là làm mát cái yên một cách nhanh chóng bằng cách anh em đem nước, để nước trên cái phần yên xe thì nó giảm độ nóng là nhanh chóng, anh em có thể ngồi chạy một cách bình thường nha. Ok, là phần yên xe. Và tiếp theo là Dũng hay áp dụng, đó là Dũng có những cái tờ giấy báo gì đó, báo cũ gì đó, thì anh em cứ đi ngoài nắng ngoài mưa, ngoài nắng á thì anh em có tờ báo anh em cứ kẹp vô cái phần xe đó, cái phần yên xe thì nó sẽ khớp với phần yên xe, thì nó sẽ giảm cái độ nóng cho phần yên xe đó. Anh em có thể tận dụng cái tờ giấy báo. Anh em có những cái dạng anh em nào gọi là hai bạn áo khoác thì anh em cũng có thể sử dụng cái áo khoác để mình che cái yên xe của mình. Và anh em nên bỏ đồ cái phần yên xe nó, anh em nên cắn lại nha, chứ không phải là anh em cứ để áo khoác lên trơ trơ là thì nghe người ta hốt luôn nha. Ok. Trước đó thì Dũng cũng đã trang bị cho mình cái gọi là cái áo áo trùm xe đó anh em. Áo trùm xe thì Dũng mua khoảng chừng trăm mấy, nó cũng rẻ lắm. Lúc đó thì Dũng để một phần là để che mưa, và phần do mình để ngoài thềm ba đó, để xe ngoài thềm ba thì Dũng để che mưa là chủ yếu. Thì anh em cũng có thể tận dụng cái áo trùm xe đó để anh em trùm xe trong lúc mà anh em gửi xe ngoài nắng ngoài mưa, người ta không có máy hiên á, thì nó sẽ giảm cái phần là nóng cho yên xe nha. Thì anh em có thể tận dụng cái phần đó. Ok, em biết anh em lưu ý thêm cái phần yên xe đó, thì yên xe của chúng ta thì Jupiter chúng ta nó có màu xanh thì nó cũng đỡ lắm. Đôi lúc cái yên xe anh em biết á, yên xe mà nó có màu đen á, thì màu đen là màu hút ánh nắng rất nhiều. Mình để ý khi mà mình đi bận trời nắng á, mình bận cái áo khoác màu đen thì nó rất nóng, mà anh bận áo khoác màu khác á, những cái màu khác thì nó không có hút ánh sáng hay sao, thì nó giảm nhiệt độ và nó không có nóng lắm nha. Thì cái yên xe anh em nên lưu ý đừng có bọc với yên xe màu đen nha. Thì đó là phần để anh em giảm cái phần yên xe chúng ta rất nóng, anh em lưu ý cái phần đó. Ok,
Thì ok, nãy giờ mình đã chia sẻ anh em về một số cái cách mà anh em để chống nóng cái phần yên xe nha. Thì cũng có những cái cách trên thị trường như là anh em có thể tốn tiền để mua những cái miếng để lót yên xe, thì anh em cũng có thể chống nóng bằng cách đó. Và những cái cách mà miễn phí mà mình đã chia sẻ anh em đó là nước nôi này nọ, và để trong mát cũng như là áo trùm xe, thì anh em có thể tận dụng liền, hoặc cũng như áo khoác. Thì anh em nào cảm thấy video này có thể cho những anh em ý tưởng khác để mình chống nóng cái phần yên xe, thì anh em đăng ký kênh mình, hoặc anh em có thể nhắn like cho mình biết nha. Thì ok, thì anh em có những cái ý tưởng khác thì anh em comment bên dưới cho anh em khác vô mình học hỏi thêm, và cũng như có những cái phần chống nóng cho xe trong lúc mình đi, không những mùa nắng mùa mưa nhé, mùa nắng nó nóng quá nhiều nha anh em. Ok, thì chào anh em, hẹn em trong những video tiếp theo. Xin chào.